Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý anh chú chị đã quay trở lại kênh channel của Thiện Dubai TV nha. Thì hiện tại hiện đang có mặt trong một cái ngôi làng để cập nhật theo dõi từ xa cái ngôi nhà gì ghé là để nắm bắt cái thông tin là cái lô vườn cà phê ấy, mọi người, cái lô dãy cà phê là ai mua mới được đó. Mọi người phải chú ý cái vấn đề này, không phải tự nhiên gì mà mẹ gì ghé mới đăng tin bán vườn, bán dãy cà phê mà đã có người mua đâu. Em nghĩ là có vấn đề mọi người, có vấn đề là em đang tìm hiểu xem cái người mua cái lô dãy cà phê đó là ai đó. Thì hiện tại trước hết là mọi người hãy thông cảm cho em, tại vì em đeo khẩu trang nha, tại vì miệng em bây giờ đang rất là đau và không hề tiện để tháo khẩu trang được, thì mong các cô chú anh chị là hãy thông cảm cho em và lắng nghe nha. Đó, thì lời nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe cũng như là lời chúc bình an đến tất cả cô chú anh chị đó. Thì hiện tại đang dưới một gốc cây dừa mọi người đó, ở trong một cái ngôi làng, để có thể là cập nhật thông tin cho tất cả cô chú anh chị tại sao ai là người mua cái lô dãy cà phê đó, ai là người đó mọi người ạ. Theo một cái số thông tin từ hàng xóm xung quanh đã là cái nơi thân cận của bên phía dì ghẻ, là đã từng có mối thù không đội trời chung rồi, là cái người đi cướp đất ấy, gia đình dì ghẻ đã từng cướp đất, là cái lô cà phê đó đã từng cướp đất mọi người, là cướp đất của người dân đó. Người ta đã chú ý cái lô cà phê đó rất là lâu rồi. Thì theo người ta kể lại rằng cái người mà mua lại cái lô vườn cà phê đó không ai khác chính là ông nội. Tại sao ông nội làm cái trò đó với cái mục đích gì mọi người? Mọi người có công nhận không ạ? Ông nội làm cái trò đó với cái mục đích gì? Ông có lấy tiền của bà mẹ ruột của dì ghẻ có mục đích gì? Đó, rồi xong rồi cái lấy cái số tiền đó để đưa cho bà chị Mai Thư. Đó, cái vấn đề này vấn đề mà chúng ta cần phải phân tích nha cô chú anh chị. Theo cái suy đoán và cũng như là theo cái suy đoán của hàng xóm xung quanh, cũng là người dân bên phía thân cận là cái người đã từng bị gia đình dì ghẻ cướp đất á, họ kể rằng là như thế này. Ông nội bên phía bà chị Mai Thư đó đã có cuộc gặp trực tiếp, là thuê người mọi người ạ, xa lạ tới đó. Thực chất là ông nội và cái bà chị Mai Thư này đã đưa một cái số tiền 14 tỷ cho cái người. Mọi người biết ấy, là bên phía bà chị Mai Thư mua cái mảnh đất ấy để làm gì không ạ? Đây, hiện tại là em đang ở gần nơi mà tiếp cận cái nhà gì ghẻ, là cái lô vườn cà phê. Đấy, vườn dãy cà phê. Bà cô Mai Thư này mục đích là thuê người để mua cái lô vườn của bà ở mẹ gì ghẻ này, với cái mục đích đó chính là đầu tư sinh lời của cô chú anh chị ạ. Chúng ta đầu tư để mà sinh lời nha. Đầu tư sinh lời. Mọi người nghĩ đi, cái lô đất vườn một lô thôi đó, tại vì đất vườn ở quê nhà gì ghẻ mà ở Gia Lai Đắk Lắk thì cũng không có cao đó. Một cái lô đất vườn thì tầm cỡ là một lô thì cỡ là 400 triệu đấy, hiện tại là chỗ đó bây giờ 400 triệu. Và bà chị Mai Thư này, bà đã nghiên cứu, tại vì người nhà bà làm trong địa chính mọi người đấy, chồng bà Mai Thư là làm trong địa chính, là sẽ nghiên cứu được cái mảnh đất này là tương lai có thể là sinh lời thêm. Và bây giờ là chúng nó đang đầu tư mọi người. Đấy, lợi dụng gia đình dì ghẻ đang gặp khó khăn, lợi dụng cái tâm lý của mẹ dì ghẻ là đang muốn giải thoát cho đứa con của mình. Cho nên là sao? Cho nên là cái bà cô Mai Thư này là có ý định là xúi dục mẹ dì ghẻ phải bán ngay cái lô đất đi. Đó, cho nên là mới dính cái bẫy của bà cô Mai Thư này. Đó, là hiện tại là bà cô Mai Thư đã nhờ một cái người định danh giả để mua cái lô đất đó, để cho mẹ dì ghẻ là không phát hiện ra là bà cô Mai Thư này đã mua. Đấy, chúng nó tính toán từng bước mọi người, chúng nó tính cướp đất của bên phía mẹ dì ghẻ đó, cướp đi cướp lại. Và cái số lô đất đó mọi người nghĩ đi, 14 tỷ cho mấy lô, là cái lô đất rất là lớn đó. 14 tỷ là mọi người nghĩ đi, sau một năm nữa thôi, thì sau khi mà cái mặt đường bên phía nhà dì ghẻ được giải tỏa đó, thì mọi người nghĩ cái số tiền nó lên tới bao nhiêu? Em nghĩ nha, theo trong đầu em nhảy số, bây giờ cái số tiền đó sau một năm nữa cái mảnh đất đó sẽ lên giá tới hàng trăm tỷ. Và cái gia đình con dì ghẻ này là đã bị mắc bẫy, cái tâm lý muốn giải cứu cái con dì ghẻ là đã bị mắc bẫy rồi.
bị mắc bẫy tầm trọng rồi, và không khác gì đi hiến vài trăm tỷ cho cái bà mai cô mai thư này. Thì mọi người nghĩ đi, vài trăm tỷ mà bỏ ra có 1 tỷ để hối lộ chị Hạnh, để cho chị Hạnh là siêu lòng đó, thì có đáng là bao. Thêm vào đó là bà cô Mai Thư này đã nắm thóp được chị Hạnh bằng cái số tiền đó, là chúng nó là làm một cái chiêu trò phải nói là một mũi tên trúng hai đích quý cô chú anh chị đó, dành một cái số tiền để bịt mắt thiên hạ. Cái lũ này mọi người bây giờ đã dồn toàn tâm toàn lực để mà giải cứu dì ghẻ thôi đó, dừng hết số tiền, toàn tâm toàn lực bây giờ tấn công giải cứu mỗi thằng Thái. Còn dì ghẻ là chúng nó mặc xác, chúng nó đã lừa được mẹ dì ghẻ thì cũng lừa được chị Hạnh thôi. Và chị Hạnh là không biết có bị mắc bẫy chúng nó hay không, tại vì chúng nó rất là gian ma mọi người đó, vừa nhiều tiền nhiều mưu nhiều kế, mà nếu mà chúng ta không lên tiếng thì cái vụ này chìm là cái chắc rồi. Bây giờ các hội nhóm trên trang Facebook cũng như là trang cá nhân của luật sư không biết là có bị hack, bị tấn công hay là bị gì đó không, mà bây giờ là không thấy các luật sư lên tiếng nữa. Các luật sư bây giờ là câm hơi lặng tiếng rồi đó. Cũng như là bên các trang nhóm bây giờ đăng mấy cái tin tào lao, toàn tin bán hàng vớ va vớ vẩn, không còn ai là theo đuổi theo đuổi tường tận cái vụ án này nữa. Thì em đang lo lắng là không biết cái vụ này sẽ đi về đâu, nhưng mà em chỉ biết là cố gắng là lên đây để thông báo cho tất cả của con chú chị về tình hình của cháu bé VA. Đấy, tình hình cái vụ án này đang đi về đâu, và muốn kêu gọi mọi người là hãy ủng hộ em. Tại vì cái lượt view á, cái số view cũng như là cái số lượng tương tác trên kênh Thiện Dubai TV này đang giảm dần, và không còn một ai có thể tương tác được nữa. Và em đang thắc mắc là không hiểu vì sao là em đang chiến đấu vì cái lẽ vàng, lẽ công bằng, nhưng mà sao YouTube nó lại không để là cho em lên được xu hướng. Đó là quý cô chú chị là hãy comment và like đó, và hãy comment chia sẻ đăng ký kênh giúp em, để cho kênh của em là có thể là lên được nhiều người biết đến, để cho cái vụ án này là không thể chìm xuống được nha quý cô chú chị. Tại vì chúng ta mà bỏ cuộc thì không khác gì là đồng ý cho cái ác lộng hành, đặc biệt là cái gia đình thằng Thái, đặc biệt là cái gia đình thằng Thái là chúng ta là phải chiến đấu. Chẳng lẽ mọi người đồng tình cho cái việc mà nhà giàu thì muốn làm gì thì làm, nhà giàu coi trời bằng vung hay sao? Mọi người đồng tình cái việc đó hay sao? Đó, cho nên mọi người hãy đừng chủ quan nha, hãy lên án về cái tội ác, chiến đấu vì bé VA. Đó, đừng để cho chúng nó lộng hành, muốn làm gì thì làm. Đấy, chị Hạnh là cái đại diện cho cái tầng lớp nhà nghèo, và Hằng Thái thì đại diện cho tầng lớp nhà giàu. Đấy, nhà giàu coi trời bằng vung. Đấy, không coi pháp luật ra một cái gì hết. Cho nên mọi người đừng có dễ dàng mà tha tội đó, để cho chúng nó chạy tội nha. Các luật sư cũng vậy, các luật sư hãy lên tiếng đi. Và em hiểu cái chiêu trò của luật sư rồi. Sau một thời gian nghiên cứu thì không biết là cái trang fanpage của luật sư là đã bị hack thật hay chưa. Nhưng mà em nghĩ là luật sư đang thực hiện cái kế hoạch là không nên là bứt dây động rừng mọi người. Bứt dây động rừng. Tại vì nếu mà luật sư đăng lên những cái thông tin đó thì bên phía gia đình dì ghẻ sẽ nắm bắt được cái lối đi của các luật sư, và chúng nó sẽ chặn đầu để mà triệt tiêu. Đấy, chặn đầu của các luật sư, và chúng nó sẽ là biết đường lối đi của các luật sư, và chúng nó sẽ dễ dàng để mà hành động hơn. Cho nên là luật sư bây giờ là không dám bứt dây động rừng đó, phải cơ im hơi lặng tiếng, âm thầm mà hành động thôi. Thì hy vọng chúng ta hãy ủng hộ các luật sư Thơm cũng như là luật sư Ngọc Nữ, và hy vọng là chị Hạnh sẽ cơ vớn sớm vượt qua cái cơn trầm cảm này, và đừng có bị mắc lừa cái mưu kế bẩn của bên và chị Mai Thư nha. Đó, hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng đòi lại công bằng cho cháu bé Vân An, đừng để cho chúng nó lộng hành. Tại vì hiện tại bây giờ là rất là nhiều người đang thắc mắc là tại sao bên phía gia đình dì ghẻ bây giờ là rất là mặn tay trong cái việc là đầu tư đàn em Thái. Đó, vừa bán 14 tỷ xong là dùng cái số tiền đó chạy cho hàng con mình. Đấy, con dì ghẻ báo cha báo mẹ rồi cuối cùng cũng phải nhờ gia đình cứu giúp thôi, không được cái tích sự gì cả. Đó, thì đó là những cái lời chia sẻ của em trong cái video ngày hôm nay. Thật sự là cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Đó, thì hiện tại bây giờ là em phải đi tìm đi tiếp cận hàng xóm xung quanh để phỏng vấn thêm. Hy vọng là mọi người hãy theo dõi trong video tiếp theo nha.
em sẽ cập nhật cái bài phỏng vấn từ người dân xung quanh cho tất cả cô chú anh chị được cập nhật thông tin rõ nhất nha. Đó, thì xin kính chào tất cả cô chú anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.